Rồi, xin chào tất cả anh em. Ngày hôm nay em sẽ bóc hộp một bộ mic rất là cao cấp, một bộ mic sự kiện anh em nhé. Bộ mic này hôm nay em có bóc và test cho một anh, đó là anh Hầm, anh ở xóm 9 Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định anh em nhé. Và giá của bộ mic U898 này hiện tại bên em đang bán với giá là 6 triệu đồng. 6 triệu đồng, ok chưa ạ? Ngay bây giờ thì em sẽ bóc hộp và test gửi đi cho anh. Đây là một sản phẩm phải nói là rất là tốt trên thị trường hiện nay, một cái dòng mic đuôi chuột anh em nhé. Ở đây sách hướng dẫn sử dụng ok chưa ạ? Phụ kiện đi kèm thì sẽ có này, dây jack 6 ly anh em nhé, dây jack 6 ly này, và cái này là cái sạc, cục sạc. Sạc này sạc auto volt, đó, điện nguồn. Có thêm hai cái chống năn cho bác nữa. Và 4 quả pin anh em nhé. Đó, 4 quả pin. Thì bên cạnh nó sẽ có 4 cái dầu anten này. Đây là cái dòng mic rất là chất. Đó, cho nên nó rất là khỏe. Đấy, 4 dầu anten anh em thấy không ạ? Đó. Tay mic. Mic này là một cái dòng mic đuôi chuột chuyên sự kiện. Anh em thấy quá chất luôn. U898 thương hiệu lợi. Cầm rất là chất anh em nhé, rất là chắc chắn. Quá chuyên nghiệp luôn. Đây. Cái nút nguồn nó nằm ở vị trí dưới này nhé. Về anh em nhớ này. Đấy, bật tắt ở đây. Đó, nút nguồn này. Ok chưa ạ? Rất là chất. Và đầu thu. Đầu thu anh em thấy ạ, nhìn quá mê ly luôn, rất là đẹp, hàng chuẩn anh em nhá. Con này thì quá là ok luôn. Đó. Bác này bác chơi gia đình thôi mà sử dụng mic phải nói là rất là chất. U898 25 mã. Đó, rồi đây đằng sau đây. Đấy, về thì anh em kết nối dây anten vào đây anh em nhé, rất là đơn giản thôi. Điện nguồn chúng ta cắm vào vị trí này đúng không ạ? Hai cổng mic chuyên nghiệp, sử dụng jack ca lông và một mic chung em nhé. Đó là cái cổng này, cổng jack 6 ly. Ok, thì ngay bây giờ em sẽ cho lên và sẽ kết nối và sẽ test cho bác. Ok, và vừa rồi thì em cũng đã kết nối xong. Thì ở đây em đang sử dụng con vang LX8 và cục đẩy H500 kết nối với bộ mic U898. Thì bây giờ em sẽ bật công tắc nguồn lên anh em nhé. Nút nguồn nó là vị trí này đây. Ok chưa? Đó, anh em sẽ nhấn vào, nhấn giữ anh em nhé. Ok chưa? Đó, thì là nó sẽ ra một cái giao diện màn hình như thế này. Đó, đây là bên này là mic A anh em nhé. Bên này nó sẽ là mic B. Ok chưa? Đó, giao diện nó rất là đẹp. Thì... đầu tiên thì em sẽ ra giới thiệu với anh em về cách chỉnh anh em nhé. Thì đầu tiên thì ở đây sẽ là cái volume to nhỏ này. Đó, volume nhỏ, volume trừ này nó là nhỏ anh em nhé. Cộng nó sẽ là to. Thì âm lượng đang là 22 đúng không ạ? Em đang để bên này 22. Bên mic B cũng là 22, mic A cũng vậy. Thì là chúng ta phải để hai cái mic này âm lượng nó như nhau anh em nhé. Thì nó ra với chất mic nó mới đều được. Chứ không thì chúng ta một bên thì chúng ta để 26, một bên chúng ta để 22 nào. Nó sẽ là một bên là tiếng mic to, một bên là tiếng mic nhỏ. Ok chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ nhấn này. Đó, volume anh em nhé. 22 đúng không ạ? Chúng ta sẽ tăng lên này. Đó, nó lên 24 này. Cái này tăng kịch của nó lên thì nó lên tầm 32 anh em nhé. Đấy, âm lượng lên 32 này, rất khủng luôn. Bình thường chúng ta để tầm 22 thôi. 22 hoặc đến 24 là cùng thôi. Ok chưa? Đó, đây em đang để 22. Và khi ok rồi đúng không ạ? Khi chúng ta... chỉnh âm lượng ok rồi thì ở đây nó có một cái nút set này.
Anh em thấy không? Lưu ý cái nút set này anh em nhé. Nó là cái nút khóa đấy. Đây là nút khóa đây này, lốc đây này. Anh em sẽ nhấn vào nhá. Thì nó sẽ khóa. Ok chưa? Đó, nó sẽ khóa lại. Khi nó khóa lại thì là người lạ vào ấy, người khác vào người ta chỉnh. Người ta chỉnh trên cái đầu thu này. Đó, sẽ vô tác dụng anh em nhé, không chỉnh được đúng không? Đấy, anh em thấy không? Âm lượng vẫn 22 này. Chỉnh vô tác dụng luôn. À, khi chúng ta muốn chỉnh chúng ta lại nhấn giữ nút set này thì nó sẽ mở ra. Sau đó chúng ta căn chỉnh được đấy. Đó, lên 25, 26, 27 đúng không ạ? Đó, rất là đơn giản thôi nhá. Đó. Thì đây là cái về cái nút âm lượng và nút khóa. Sau khi ok chúng ta sẽ khóa vào này. Xong. Đó. Tiếp theo, cái nút scan này nó là cái nút dò sóng sạch. Ok chưa? Và nút IR này nó là dò tần số. Đó, dò sóng sạch là như thế nào? Dò sóng sạch là khi anh em sẽ nhấn nút scan này là nó sẽ chạy, nó sẽ tự dò anh em nha, dò cái sóng sạch. Thì ngay bây giờ thì em sẽ bật cái tai mic này lên, sau đó em sẽ dò sóng sạch cho anh em nghe. Đó, xem luôn. Đó, đây là bật tai mic này. Ok chưa? Đó, và sẽ alo nhá, em sẽ vặn cục đẩy lên. À đây. 1 2 5 6 7 8 9. Anh em nghe thế nào? Tiếng mic rất là dày đúng không ạ? À đây, đây. 1 2 5 6 7 8 9. À đó, như vậy là ok rồi đúng không ạ? Thì là chúng ta muốn dò sóng sạch nhá. Ở đây em đang sử dụng mic B này. À, mic B đúng không ạ? Thì là muốn dò sóng sạch thì chúng ta đó, như em vừa nói đấy, cái nút scan này là dò sóng sạch này. Đó, dò sóng sạch thì chúng ta sẽ nhấn nút scan anh em nhé. Đó, nhấn nút scan này. Nhấn giữ anh em nhé. Ok chưa? Vừa rồi là khóa. À, chúng ta muốn mở ra thì chúng ta phải ấn nút reset này á. Sau đó chúng ta mới dò sóng sạch được. Đó, ấn nút scan anh em nhé. Đó, anh em thấy không? Chúng ta phải mở khóa này nhé, sau đó mới chúng ta mới sử dụng được cái nút này. Đó, nó đây đang dò sóng sạch này. Đó, khi IR đang chạy rồi thì chúng ta sẽ dí cái màn hình của tai mic này vào. Đó, dí màn hình tai mic này vào cái chữ I chữ select này anh em nhé. Đó, như vậy là chưa được à. Đó, nó quá thời gian rồi thì chúng ta sẽ phải nhấn lại. Chúng ta không nhấn lại cũng được thì chúng ta phải ấn nút IR này, nó là dò sóng sạch này. Đó. Dí vào. Dí màn hình này vào nhé. Và đó, như vậy là có sóng luôn này. À đây, 6, 7, 8, 9. Anh em thấy thế nào? Đó. Nằm lại nhé. Nằm lại, ấn scan này. Ấn scan này thì nó sẽ tự dò sóng sạch này. Ok chưa? Đó, cái nút này chúng ta không cần thiết đâu. Đây là em hướng dẫn anh em thôi. Đó. Khi nó chạy, nó dò được cái sóng ok nhất thì là chúng ta sẽ dí cái màn hình tai mic này vào. Đó, vào cái chữ... À, và cái đèn đỏ đây này, à, và cái mắt thần nhé. Đó, như vậy là ok luôn đúng không ạ? Đây 6 7 8 9. Em sẽ cho tăng đẩy lên một chút. Tăng đẩy lên một chút cho tiếng nó căng nhé. Ê 6 7 8 9, anh em thấy thế nào? Tiếng rất là dày đúng không ạ? 1 2 5 6 7 8 9. Đó thì rất đơn giản thôi. Thì đây vừa rồi thì em cũng test mic mic này, nó là cái mic B anh em nhé. Mic B xong rồi thì bây giờ em sẽ test sang mic A này. Đó. Bật nguồn lên đúng không ạ? Đó, cái nút nguồn nó dưới này nhá. À đây, đây 1 2 5 6 7 8 9. À, tiếng mic rất là dày đúng không ạ? Và bây giờ thì em sẽ karaoke thử một đoạn anh em nhé, để cho anh em nghe cái chất âm của cái bộ dàn này, của cái bộ mic này anh em nhé. Bộ mic này rất là ok này. Đó. Thank you.
là tuyệt vời anh em nhé. Đó thì vừa rồi em cũng đã test xong hai cái bộ hai cái tay mic này cho bác khách. Thì cũng cảm ơn anh cũng đã tin tưởng và mua hàng của bên em. Tiếng mic nó rất là dày đúng không ạ? Rất là dày. Rồi bây giờ thì em sẽ đóng hàng vào và sẽ gửi lại cho anh. Tất cả thì em đã hướng dẫn anh em căn chỉnh hết rồi nhé, rất là đơn giản thôi. Đúng không ạ? Đây là cái bộ mic rất là cao cấp để chuyên cho anh em chơi sự kiện đám cưới. Rồi hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Anh em xem video thấy hay nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh.